Xin được chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với lại kênh xe uy tín. Ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với toàn thể quý anh chị và các bạn đó là chiếc xe Xpander đời 2022, sản xuất năm 2022 luôn, và nó là số sàn. Vâng, biển tỉnh xe thì vẫn như thông lệ thôi. Bên em thì bao các bác là test tại đại lý hay là tại tất cả các gara thoải mái nha. Còn ngoài ra thì bên em vẫn là cam kết cho toàn thể các bác đó là xe nguyên bản, không đâm đúc, không ngập nước, máy móc nguyên bản 100%, và an ninh thì luôn luôn được đảm bảo. Phạt nguội thì cũng tất nhiên là nếu mà từ thời điểm các bác nhận xe hất về trước thì bên em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn từ thời điểm các bác nhận xe thì tất nhiên là các bác phải đi hỏi thăm các bác bên giao thông rồi. Vâng, em nó thì được chạy là 3,2 vạn chuẩn km luôn. Các bác có thể là test thoải mái một số cái hình ảnh về nội thất giúp các bác hiểu sâu về em nó hơn để có thể vào việc luôn. Vâng, em nó là số sàn đã được bọc ghế da đàng hoàng rồi. Tóm lại là với em này thì các bác về chất lượng ấy thì miễn bàn luôn, đến là chỉ có chốt thôi. Tóm lại là bên em thì với các xe mà bên em đã bán ra thị trường ấy và được đều được cam kết và đều gọi là các bác là không phải nghĩ bàn về chất lượng rồi, luôn luôn được cam kết không đâm đụng, không còn nước rồi, an ninh đảm bảo rồi đó. Thì cái số điện thoại 0968 222 388 luôn chờ có cuộc gọi đến của toàn thể các bác nhé. À, giá thì em để phần mưu tả bên dưới nhé, bởi vì nhiều khi là giá xe nó thay đổi thất thường ấy, thì nhiều khi em báo trên này thì em không thay đổi được giá, thì phiền các bác comment xuống phía dưới. Còn các bác có đóng góp ý kiến gì thì cũng comment xuống bên dưới giúp bên em. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bác. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video.